72 má ơi. Cứ 72 người Hồng Kông là có một người triệu phú đô la. Tụi nó làm giàu gì mà giàu vậy anh? Trời đất, Hồng Kông nó giàu từ đó tới giờ. Ủa mà nó 7 người nó có một triệu phú hả? Thiệt không ba? Việt Nam nên theo Mỹ hay theo Trung Quốc? Việt Nam nên theo Duy Nguyễn em ơi. Theo chi Mỹ Trung Quốc chi mệt quá ha. Câu đó anh trả lời em lần rồi mà anh có làm livestream luôn mà giờ hỏi nữa không không học bài rồi. Cho hỏi Việt Nam mình thuế cao hơn nước các nước trong khu vực gì anh? Cao cái con khỉ chứ cao. Em có biết thuế các nước trong khu vực không mà nói Việt Nam cao? Anh đang bực mình, Việt Nam thuế thấp chết mẹ luôn. Anh bực mình nè, thuế thấp làm cho Việt Nam nghèo. Anh chạy xe mà đường nhỏ xíu à, anh đi không có được. Nó ở trong Sài Gòn đó, đường đó thì có để cho anh chiều ngang mình chắc được 5 mét đó bạn. Hai bên quất hai cái hàng xe máy nữa, rồi xe anh chạy làm sao? Bực mình ghê á. Anh cũng hy vọng là quốc hội á thông qua mấy cái điều khoản về thuế làm lại lại đi. Đúng không? Thí dụ bây giờ mấy anh ở tù, bữa nay xử 6 người đúng không? Bây giờ 1 năm tù mình bán cho nó 2 tỷ bạc đi, nuôi tốn cơm mà. Trong tù làm gì năm được 2 tỷ đúng không? Đúng không? Bây giờ năm tù bán 2 tỷ đi, 6 năm 12 tỷ rồi nộp 12 tỷ tù treo. Vậy đi. Cho nó khỏe. Cầm 12 tỷ đó vô, vô ngân sách xây nhà. Vậy đi, anh thấy hợp lý. Hợp lý mới ạ. Bạn thấy hợp lý không? Mấy bạn thấy hợp lý không? Mình tính vậy có ít nước lợi nhà không mấy bạn? Xong rồi tính qua tới vụ nghĩa vụ quân sự nữa nè. Anh tính vụ nghĩa vụ quân sự bảo đảm tụi em thấy là tụi em khoái liền. Cái vụ trốn cái vụ quân sự có không? Có đúng không? Bây giờ các em có muốn nghe cái kế của anh để quản lý chặt cái nghĩa vụ quân sự không? Bảo đảm ít nước lợi nhà, thằng nào cũng thích. Thiệt. Giá xăng ở Mỹ rẻ hơn Việt Nam, anh mày ngu quá mẹ, Việt Nam nhập khẩu xăng. Mỹ nó có xăng. Trời ơi, hỏi thiệt tình thằng này không có biết cái kiến thức về kinh tế, cái con khỉ gì hết. Cứ ăn trúng mấy cái bả của mấy thằng dốt không em. Mình phải bình tĩnh nha. Mình phải bình tĩnh em, mình đừng có nghe mấy cái bả của mấy thằng ngu hơn mình. À, bây giờ cái vụ nghĩa vụ quân sự nè, bây giờ thí dụ như gì nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam mình là thực trạng là trốn là có đúng không? Đúng không? Trốn là có, mà trong cái vụ mà tiêu cực trốn cũng có luôn đúng không? Tụi em phải thừa nhận cái đã. Tụi em trả lời có hay không mình nói chuyện tiếp. Nếu mà địa phương tụi em không có thì thôi chứ địa phương anh là có. Thế thì Đinh La Thăng bất tử, bất cái con khỉ, bất gì, bây giờ dụ Đinh La Thăng cũng được. Đúng không? Tội mỗi khác bạn. Tội Đinh La Thăng làm gì thất thoát 800 tỷ, đền 800 tỷ vô, ok, móc từng túi ra, đền 800 tỷ vô. Xong rồi xử tiếp tội kia. Đó. Ai. Ông giàu thì ông thích đóng thuế thêm chứ dân nghèo. Tao có bắt dân nghèo đóng thuế đâu ông nội, dân nghèo có con mẹ gì đâu mà đóng, đúng không? Duy Nguyễn chưa bao giờ bắt thu thuế dân nghèo hết bạn. Mà không riêng gì cái dân nghèo ở Việt Nam này, cái dân nghèo trên khắp thế giới cũng ai thu thuế hết á. Đúng không? Còn da bọc xương không thú vị. Không có hiểu, bạn không hiểu vấn đề. Có nhiều cái loại thuế bạn thấy nó rẻ lắm, tại bạn chưa có cái sự hiểu biết của bạn chưa có rộng thôi. À, giờ nếu mà nói về nghĩa vụ quân sự đúng không? Nói cho nghe đơn giản thôi. Bây giờ cứ đi nghĩa vụ quân sự. Mày trốn đúng không? Ok, nộp vô 1 tỷ bạc. Nộp đi, đừng nói nhiều. Đừng nóng, nộp đi. Nộp 1 tỷ. Đúng chưa? Đúng không em? À, anh là ra giá 1 tỷ nha. Còn cái chuyện đó nhà nước có chấp nhận hay không là chuyện đó anh không biết à. Nếu mà anh đó trốn nghĩa vụ quân sự nộp 1 tỷ vô. Tao khỏi cho mày đi luôn. Ok. Rồi xong. Cầm 1 tỷ đó đó. Bỏ 500 triệu vô ngân sách nhà nước. Cầm 500 triệu còn lại. Bây giờ bạn nào xung phong đi nghĩa vụ, bạn lấy 500 triệu đó. Bảo đảm bạn bạn nó đi nùi nùi luôn. Đi nùi nùi luôn chứ. Công bằng không ạ? Công bằng không? Fair không? Ví dụ nhân nào giàu, mày làm biếng mày sợ cực, ok cũng được nữa. Bỏ 1 tỷ vô. Thằng khác nó cảm thấy đi. Thôi giờ tao đi tao lấy 500 triệu. Công bằng, phe. Anh nó dừng làm ăn, anh nói vậy đó. Được được thôi nha.
Đó là ý kiến của anh, chứ không phải ý kiến của lãnh đạo. Thấy không? Các bạn nghèo, các bạn đi nghĩa vụ vừa được động viên 500, vừa vừa được động viên 500 triệu, đúng không? Rồi vừa được gọi là thỏa sức đóng góp quê hương, công đôi chuyện, hợp lý không mấy bạn? Còn nào mày mà trốn được 1 tỷ ở đây, có nhiều lắm mệt quá. Khỏi cái màn chạy chọt này nọ tiêu cực, vớ va vớ vẩn. Bây giờ năm một cứ một thằng thôi, một thằng thôi là ngân sách được 500 triệu, 500 triệu đã giải quyết được thứ cha gì vấn đề đường xá, cầu cống, giáo dục, y tế này nọ. Nhà nước lỗ anh ơi, nếu vậy éo ai trốn, tiền đâu nhà nước trả đủ. Không, không có lỗ đâu. Tức là cái giật người nào mà tình nguyện đi á, à, nếu mà nó nghèo mà nó không muốn đi lính thì sao? Thì nó ở tù, cho nó làm mướn, nó nuôi nhà nước nuôi nước cơm. Chịu thôi, chứ giờ mày đã nghèo mà còn còn trốn nữa. Tức là nghèo là gì? Bạn không đóng góp được tiền cho nhà nước, mà bây giờ bạn còn trốn nghĩa vụ nữa, thôi chịu bạn luôn chứ. Ủa ok, anh nói trên vlog có 250 hả? Ủa tao nhớ tao nói 1 tỷ mà. Giả sử một thằng trốn, hai thằng xung phong thì theo nguyên tắc cung cầu em, theo nguyên tắc cung cầu. Ví dụ như tới cái mùa tuyển nghĩa vụ đó, nhà nước thông báo là giờ toàn nước có 1.000 thằng, 1.000 thằng trốn. 1.000 thằng trốn mới được 1.000 tỷ đúng không? Bây giờ tới 200.000 thằng, tới 2.000 thằng xung phong rồi. 2.000 thằng xung phong thì giờ chia, giờ ngân sách cho cái đống đó đó là 500 tỷ. Bây giờ chia cho 2.000 thằng, thằng được 250 triệu. Tại nó đòi đi đông quá thì nó bị giảm xuống mấy em. Nguyên tắc cung cầu. Giá ô tô ở Mỹ cũng rẻ hơn. Ở Mỹ đã sản xuất ô tô, mẹ ơi mày ngáo vừa thôi. Cái thằng này nói chuyện ngu thế mẹ hả trời. Lúc đầu mình còn tử tế với nó mà sao thấy cái đầu nó đất không rồi mấy em. Tử hết nổi với nó luôn rồi đó. Kiếm gì hay hay nói đi, nói mấy cái gà quá mấy em. Theo ông anh thì Trung Quốc và Việt Nam xảy ra chiến tranh thì Việt Nam có thể đánh lại không? Lại sống lại mày. Nhưng mà ai để xảy ra chiến tranh mày? Trời đất ơi, sống phải ngoại giao chứ. Tối ngày mày sống mày chọc cho nó quýnh mình không mà đâu có được mấy em. Muốn trốn nghĩa vụ làm cách nào anh Duy? Ói 1 tỷ ra đó em, ói 1 tỷ ra anh Duy chỉ rồi. Nếu mà đi nghĩa vụ quân sự mà chết thì liệt sĩ mấy em. Liệt sĩ nha, liệt sĩ. Vậy thì Việt Nam nghèo lạc hậu nói mẹ đi. Ủa Việt Nam nghèo mà tao có nói Việt Nam giàu đâu, cái thằng ngáo đá. Nãy giờ mình có nói câu nào Việt Nam giàu không mấy bạn? Trời ơi thằng này xui rồi, trúng bả gió rồi. Theo anh làm cách nào để quản lý chặt BT? Làm sao? Không cần ói 1 tỷ, 100 triệu được rồi hả? Giờ điều giá luôn. Cái đó là cái kế của anh thôi. Còn cái giá bao nhiêu anh đâu có biết em. Em nghe nói Việt Nam bây giờ bị tẩy chay. Có không anh Duy? Không có em ơi. Mấy thằng ngáo đá nó nói cho nó vui thôi. Việt Nam mà bị tẩy chay cái gì em. Việt Nam mình được rất là nhiều nước trên thế giới người ta lợi, người ta đầu tư. Nhưng đầu tư trên rất là nhiều phương diện nè. Em thấy bên, em thấy ở Đà Nẵng Trung Quốc đông không? Em thấy ở Phan Thiết Nga nó nhiều không? Đúng không? Còn em thấy ở thành phố Hồ Chí Minh là Hầm Bà Lằng không? Nào cũng có hết đó. Hàn Quốc, Mỹ, Tây Âu gì đó, nào cũng, nước xứ nào cũng có hết. Là nó vô Việt Nam mình nó chơi, nó vô Việt Nam mình nó đầu tư đó em. Vậy sao nói mình bị gì? Bị tẩy chay làm sao? Tào lao nghe. Mỹ với Trung Quốc so về kinh tế ai hơn anh Duy? Thấy thằng nào cũng bự hết em. Nói chung mà Trung Quốc với Mỹ giờ thằng nào nó cũng mạnh hết. Quýnh lộn là hàng đau ngáo luôn á. Làm sao để hoạt ngôn anh? Xem livestream của anh Duy nè. Biên giới Việt Nam Campuchia bàn không? À, biên giới Việt Nam Campuchia thì hồi cái đảng cứu quốc nó gọi tạo phản đó mày. Nó kích động dân Campuchia qua biên giới Việt Nam mình chọi đá này nọ đó. Rồi cái đảng nó bị giải tán rồi, giờ yên bình rồi.
Hiện tại anh ở Mỹ hả? Việt Nam anh ơi, anh ở Việt Nam em. Anh mặc áo đỏ mà. Anh Duy hãy đưa ra giải pháp để ta giảm ùn tắc kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời đất ơi, nó khó lắm em ơi. Nói chung cái giải pháp để giảm ùn tắc kẹt xe đó, cái ý thức người dân là quan trọng. Cái thứ hai là phải gọi là thu thuế cho nó đầy đủ vô, đừng để cho mấy bạn trốn thuế để có tiền mà xây đường cho nó rộng ra, giải tỏa mặt bằng cho nó nhanh lẹ gọn nhẹ, đền bù cho nó thỏa đáng cho người dân ta đi cho nó nhanh mấy em. Đó, đường xá mà nó còn nhỏ nha, những công trình trọng điểm thì nó sắp đi vào hoạt động thôi, chưa đi vào hoạt động. Thứ nhất là cái tuyến đường sắt metro này, những nút giao thông quan trọng này, nhiều cái vấn đề lắm em. Việt Nam với Trung Quốc ai ai dở ai ở dơ hơn anh? Mày ở dơ hơn mày ơi, mày xàm quá. Sao Thái ít chiến tranh vậy anh? Thái chiến tranh nó cũng có, nhưng mà lúc mà gọi là nó đi xâm chiếm thuộc địa, cái nước tư bản đế quốc đi xâm chiếm thuộc địa đó, thì thằng Thái nó là cái vùng đệm em. Tại vì Ấn Độ nó chiếm, Ấn Độ nó bị Anh chiếm rồi nha, Myanmar nó cũng bị Anh chiếm, nhưng mà ba nước Đông Dương bị Pháp chiếm thì cả thằng Pháp và thằng Anh chả nào dám bụp Thái Lan hết á. Tại vì sợ bụp thằng Thái Lan, thằng kia nó bụp lại, tức là hai con cọp nó nhìn nhau thôi chứ nó không dám chơi nhau, nên thằng Thái Lan nó cũng hên, nó cứu đó, nó không bị xâm lược mấy em. Với thêm cái nữa là chính sách ngoại giao của Thái Lan nó khôn, Thái Lan nó ăn, nó đưa hối lộ nhiều quá, nó đưa hối lộ nhiều, cái Anh với Pháp tham nhũng cái tha cho Thái Lan luôn em. Nào có việc làm mà không cần lót tiền anh Duy? Ủa, đi xin việc làm đâu có lót tiền đâu em. Em đi xin việc gì mà em phải lót tiền, em nói anh nghe đi. Sân bay quốc tế Long Thành Quốc hội đang họp, chưa biết khi nào khởi công em ơi. Chưa biết nữa. Mấy đầu cơ đất Long Thành đó giờ nó cũng đang hồi họp. Đóng thuế thì ai cũng đóng, bậy rồi, bạn nói là sai nha bạn. Mình khẳng định với bạn, đóng thuế không phải ai cũng đóng. Bao nhiêu tiền thuế của dân được đầu tư minh bạch và xác đáng, tiền nằm trong kho bạc là nó minh bạch rồi em, đúng không? Chứ đâu phải đảng cầm tiền đem kho bạc, nhà nước cầm tiền, em tưởng dễ lấy tiền trong kho bạc hả em? Bây giờ anh nói em nghe nha, sau này em có vợ đi, em đưa tiền cho con vợ đố em lấy là được của nó, khó lấy lắm em. Chào anh Duy bưng bưng bô. Bậy rồi, anh Duy bưng gái cho nên Duy không có bưng bô, mày khổ quá. Chào lộn người rồi nha. Em ghét bọn công an giao thông, mai mốt kẹt xe đừng kêu nó nha. Mai mốt mà lỡ bị kẹt xe cứng ngắc ngoài đường đừng kêu mấy anh ơi tới cứu em nha. Anh nghĩ sao về Bitcoin? Ở cái đó tiền ảo anh không có nghĩ. Thực dân Anh với thực dân Pháp đi xâm chiếm thực địa có muốn phải muốn tùy truyền bá Thiên Chúa giáo không anh? Không không em, theo như thấy á, thực dân Anh với thực dân Pháp đi xâm chiếm thuộc địa thấy nó chở tài nguyên khoáng sản về nước của nó không à, chứ đâu thấy tiền truyền đồng ý truyền giáo là cũng có em, nhưng mà anh thấy cái mục tiêu kia nó quan trọng hơn chứ, đúng không? Anh Duy ơi, em tập gym có cần thực phẩm bổ sung? Cần chứ em, cần lắm á, không có thực phẩm bổ sung không ổn đâu. Mà anh ở công an là đầy tớ của dân thì mày muốn lôi đầy tớ ra mày quánh giờ nào mày quánh hả? Anh có thích U23 không anh? Có em, U23 đá banh như là cái được giải nhì phải không? Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đứng thứ tư thế giới, đừng có nói ra nữa, trời đất ơi. Mày nói ra không phải mày khen Việt Nam Cộng Hòa đâu, mày nói ra mày đang sỉ nhục Việt Nam Cộng Hòa đó. Thằng thứ tư bắt tay với thằng số 1 mà đi quýnh thua thằng nô nem thì thôi, tao tao không biết úp mặt vô đâu luôn trời. Mấy bạn suy nghĩ giùm mình đi mấy bạn. Bây giờ thằng số 4 mà bắt tay với thằng số 1 mà đi quýnh thua cái thằng nô nem, hình như là trong quýnh lộn không có khái niệm toán học hay sao ta, đúng không? Dấu lớn dấu bé dấu bằng nó không còn đúng đâu mấy bạn. Thiệt tình đó, anh Duy nghiên cứu lịch sử biết bao nhiêu năm trời, nhưng mà riêng có cái vấn đề đó đó là anh Duy không có giải quyết được, và anh Duy cũng không giải thích được. Bạn hỏi câu đó là anh bó tay, bạn nào hỏi câu đó đi bảo đảm bạn hỏi là anh Duy thua luôn.
anh Duy không trả lời được, anh Duy chung event cho các bạn luôn đó. Đó. Các bạn chưa hỏi câu tại sao số 1 bắt tay số 4 mà thua thằng Nona em anh Duy. Thua, thôi tao chung event cho nó khỏe đi. Câu đó tao còn không biết, thua, không trả lời được. Anh đang liên hệ với em gọi là đại diện của Donald Trump. À, anh gửi danh sách 30 triệu trẻ trâu của Việt Nam qua bên đó làm trục xuất qua Mỹ để làm lao động giá rẻ. Thí dụ như lương ở bển là 10 đô một giờ, anh cam kết cái bọn này làm 1 đô một giờ nó cũng làm nữa. Trump đang suy nghĩ mà em. Nếu mà Trump ok cái nước mình khá lắm đó nha.